Dòng sông ly biệt, chương 12, người đọc Quỳnh Phương. Tôi đứng trước cửa phòng Như Bình nhìn vào. Nàng đang nằm, một nửa người trên giường, một nửa dưới đất. Mình mặc áo the màu lục, chân mang giày trắng, mặt trang điểm thật tươi. Một người suốt chuỗi ngày còn sống không buồn trang điểm, đến khi chết lại đi làm đẹp thế này, nghĩ cũng lạ. Khẩu súng lục nằm gần bên, viên đạn xuyên qua màng tai làm thành vết thương nhỏ rỉ máu. Vết máu đã khô, đôi mắt khép hờ như người say ngủ. Tôi có cảm nghĩ là Như Bình vẫn còn sống, nét mặt tươi tỉnh quá. Tôi còn nhớ lúc Như Bình tâm sự, van xin tôi, đôi mắt kia đã hơn một lần khóc, hơn một lần buồn vì Thư Hoàn, vì mối tình tay ba. Bây giờ chắc Như Bình không còn chấp thẹn thùng nữa. Nằm yên đó, bình thản trước mặt mọi người, để mặc cho mọi người ngắm nghía, đôi mắt không khép chặt. Tôi được nghe kể lại rằng, một người chết đi có chuyện buồn sầu hay lo lắng, thường không bao giờ nhắm mắt. Vậy thì Như Bình đã buồn chuyện gì? Mới 24 tuổi, cái tuổi hoa mộng, tại sao lại bỏ đi? Nguyên nhân nào? Tôi hiểu rõ đến độ không tin Như Bình dám hành động như vậy. Như Bình không phải chết vì tự sát, mà là chính tôi đã giết nàng. Nhìn khuôn mặt người chết, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt đêm qua. Tôi chợt nhắm mắt lại, quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Vừa bước ra, tôi va mạnh vào người Thư Hoàn. Chàng đứng bất động như pho tượng đá. Tôi bỏ ra phòng khách, đầu tôi nhức nhối, tay chân rã rời. Máu của Như Bình làm tôi choáng váng. Có một người mang nước đến. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, thì ra người cảnh sát mà tôi đã gặp hôm qua. Rất nhiều người không quen nhìn xác chết. Tôi run run tiếp lấy ly nước uống cạn. Ông cảnh sát nói thản nhiên, không ngờ gia đình cô lại bị nhiều chuyện xảy ra dồn dập như vậy. Thật khó mà giải thích được. Tôi cũng không ngờ, hôm qua cô ấy còn rất bình thường. Chúng tôi đã điều tra xong, đây là một vụ tự sát. Chỉ có một điều chúng tôi thấy lạ là không hiểu tại sao súng của cha cô mà lại lọt vào tay Như Bình. Tôi chau mày. Sự thật tôi đâu có quên. Khẩu súng kia chính tay tôi đưa cho Như Bình mà. Mục đích là để tránh cho cha lúc nóng giận rồi bắn bậy bắn bạ. Không ngờ Như Bình lại dùng như một phương thức giải thoát, một sự thật khó tin. Nếu biết vậy, tôi đưa súng cho Như Bình làm gì? Lắc đầu, tôi trả lời viên cảnh sát, tôi cũng không biết. Cô biết nơi cha cô để súng ở đâu không? Tôi không biết. Cô có thể cho tôi biết một số giả thuyết về cái chết của chị cô không? Tôi băn khoăn một lúc, lắc đầu, tôi cũng không biết. Thế Như Bình chẳng có để thơ tuyệt mệnh lại à? Có mảnh giấy này để trên bàn. Viên cảnh sát mở hồ sơ ra, đưa cho tôi mảnh giấy. Nét bút của Như Bình. Tôi đã chán sống. Cái chết của tôi không có một sự liên hệ nào đến người khác. Lục Như Bình. Tôi đưa mảnh giấy lại cho viên cảnh sát. Ông ta nói, nghe cô Lan nói thì sáng nay chị cô có ra phố một lúc, rồi khi về mới tự sát. Thế cô có biết chị cô đã đến đâu không? Tôi không biết. Viên cảnh sát gật gù bỏ đi. Tôi quay sang. Lúc bấy giờ mới biết cha tôi nãy giờ đang ngồi bất động trên ghế salon. Chiếc dọc tẩu vẫn còn trên môi, nhưng lửa đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi bước tới như một chiếc máy. Tôi ngồi xuống cạnh cha, đưa tay sờ nhẹ bàn tay lạnh giá của người, gọi cha. Cha yên lặng như tượng gỗ. Tôi cảm thấy sợ hãi. Thái độ của cha thật lạ, mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Trên môi một sợi dãi đang chảy dài xuống hàm râu bạc. Tôi lắc mạnh vai cha, gọi thêm lần thứ hai, cha. Người vẫn bất động. Tôi lắc mạnh thêm mấy lần, người mới quay lại nhìn tôi. Chết rồi, chết dễ thật. Chỉ cần một phát đạn, tài bắn súng của nó đâu có kém gì tao. Ông lắc đầu,
như con tàu đang lắc lư trên sóng. Tôi dùng tay xoa nhẹ lên những ngón tay xương sầu. Cha vẫn lẩm bẩm: không ngờ súng của ta không giết ai khác hơn con ta. Chiếc dọc tàu trên môi rơi xuống, ông vẫn không buồn nhặt lên. Khẩu súng theo cha mấy mươi năm trời, giết không biết bao nhiêu sinh mệnh. Tay ta đã vấy đầy máu, chính đôi tay này đã giết chết không biết bao nhiêu người. Bây giờ Như Bình cũng chấm dứt sự sống bằng khẩu súng này, chết dưới khẩu súng oan nghiệt. Tôi chợt rùng mình. Cha là con người ương ngạnh, sắt đá, chứ không phải là con người tình cảm. Cha không bao giờ tin trời Phật, quỷ thần, định mệnh. Thế mà bây giờ phải chịu khuất phục. Bên ngoài cửa có tiếng động. Một người cao lớn xách xách tay bước vào. Tôi đoán chắc là y sĩ khám nghiệm tử thi. Vị y sĩ bước vào trong, tôi ngồi bất động trên ghế. Cha im lặng cho đến lúc vị y sĩ ra về. Một ông cảnh sát bước đến, nói: xong cả rồi, bây giờ quý vị có thể mai táng được rồi. Đoàn người đại diện luật pháp đã kéo đi mất. Gian phòng đột ngột yên lặng. Ngôi nhà chết trong cơn buồn. Cô Lan đã đi đâu mất? Cha và tôi như hai pho tượng gỗ. Một lúc, Thư Hoàn bước vào, những bước chân chuệnh choạng như của người say rượu. Chàng bước tới bên hộp thuốc, lấy một điếu châm lửa. Chàng chẳng bao giờ dùng thuốc, thế mà có lẽ để tự trấn tĩnh tinh thần. Khói thuốc tỏa mờ gương mặt xanh xao. Gian phòng trầm hẳn xuống, mỗi người theo đuổi một ý riêng của mình, trong khi xác chết vẫn còn phủ chăn bên phòng kia. Điếu thuốc trên tay Thư Hoàn đã tàn. Chàng búng tàn thuốc rơi xuống, rồi đứng lên nói: để tôi gọi sở tống táng. Cha nhìn Hoàn yên lặng. Chàng bước ra cửa một lúc, quay trở về ngồi vào chỗ cũ. Điếu thuốc thứ hai đốt lên. Không khí gian phòng vẫn nặng nề. Đột nhiên tôi muốn khóc, muốn khóc một trận cho đã thèm. Nhưng sao miệng tôi cứng như đá. Đám thợ ở nhà tống táng tới, mọi việc sắp xếp đều do Hoàn cả. Tôi và cha ngồi chết lặng, đưa mắt nhìn theo. Họ bắt đầu khiêng thi thể Như Bình ra, một miếng vải trắng to phủ lên. Tôi rùng mình đứng dậy, máy móc đi theo chiếc cáng ra cửa. Thư Hoàn đứng cúi đầu nơi đó, miệng chàng lẩm bẩm: một người con gái hiền lành nhưng bất hạnh, chết oan ức quá. Tôi tựa lưng vào tường, lòng bàng hoàng. Thực tế tàn nhẫn vây chặt như cơn ác mộng không ngờ. Thư Hoàn quay sang nhìn tôi. Chàng nói: tất cả chuyện mai táng để anh lo, còn em lo chăm sóc cha. Nhìn theo chiếc xe màu đen, chàng giờ khóc giờ cười. Ngày hôm qua anh có nói sẽ làm một cái gì cho Như Bình để chuộc lại lỗi lầm. Không ngờ hôm nay lại phải lo mai táng cho nàng. Việc anh sắp làm cho nàng quả thật là một món quà cuối cùng cho một đời người. Hoàn nói xong, nước mắt chảy lăn xuống má. Chàng bước ra xe, đoàn xe chạy đi để lại đám bụi mù. Cát bụi đã trở về với cát bụi. Vâng, cuộc đời như thế, từ hư vô thì sau cùng rồi cũng phải trở về hư vô. 24 năm một cuộc đời, còn gì để lại cuộc đời? Chẳng qua chỉ còn là đất, là bụi, là tro. Bây giờ Như Bình đã bình yên, nàng sẽ không còn buồn, không còn giận vì những mâu thuẫn giả dối của cuộc đời. Nàng đã phản kháng mối tình chúng tôi bằng một hành động can đảm cuối cùng, một chống đối thầm lặng. Tại sao Như Bình không đứng trước mặt tôi tích cực phản đối? Như Bình đi rồi, chết là hết, còn người ở lại thì sao? Chiếc xe của nhà tống táng đã khuất. Tôi quay người lại, mới thấy cô Lan tay ôm gói quần áo đứng sau lưng. Cô ta mở chiếc miệng đầy răng vàng ra ấp úng: thưa cô làm ơn cho em xin nghỉ. Em không thích làm ở đây nữa, cô cho em về nhà em. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Như Bình, tôi không nghe thấy gì hết. Cô Lan lặp lại: em không muốn làm nữa. Cô... tháng lương này em chưa lãnh. Tôi đã hiểu,
Cô Lan không muốn tiếp tục công việc, nhưng ở đây chỉ còn một mình cha. Cha không quen cuộc sống thiếu người hầu hạ. Tôi nói, cô Lan, cô đừng nghĩ lúc này. Cô Lan lấm lét nhìn lại ngôi nhà. Thôi, em không làm nữa đâu. Cô Như Bình chết trông dễ sợ quá. Em không dám ở đây nữa. Cô cứ ở đây giúp cha tôi đi. Cha tôi đã già, lại chỉ còn một thân trơ trọi. Công việc chắc cũng không khó khăn lắm. Cô ráng giúp tôi sẽ tăng lương cho. Một cách hết sức khó khăn, tôi mới giữ cô Lan lại được. Nhìn cô tớ xách gói áo quần trở về phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Men theo con đường tráng xi măng giữa sân, tôi cất những bước chân nặng nề trở về phòng khách. Khi đẩy cửa phòng khách qua bên để bước vào, một không khí lạnh lẽo lùa thẳng vào người tôi. Phòng khách đầy mùi chết chóc. Cha vẫn ngồi yên như bức tượng đồng. Tôi bước vào, đưa mắt nhìn ngắm từng góc cạnh, từng xó xỉnh của căn phòng. Ngày nào nơi đây đầy ắp tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng xe bóp kèn inh ỏi. Dì Tuyết cười khi Như Bình cúi xuống bế chó con. Chỉ mới có nửa năm mà người bỏ đi, người trốn mất, chỉ còn một ông già râu bạc ngồi chết một nửa cõi lòng. Đầu óc tôi mênh mang, tôi đứng lặng giữa bốn bức tường vôi trắng. Những âm thanh ma quái từ đâu dồn dập bên tai. Lúc đầu tôi còn nghe không rõ, nhưng sau cùng như một tiếng hét căm thù. Lục Y Bình, mi chính là thủ phạm. Tôi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy lên trong xương sống. Có tiếng kêu nho nhỏ dưới chân, rồi một vật gì cọ vào tôi. Con Bibi của Như Bình, con chó nhỏ bây giờ đã mất chủ. Lấy lại bình tĩnh, bước đến bên cạnh cha, tôi ngồi xuống. Tôi không biết phải nói gì. Giọng nói hờn trách ma quái như còn quanh quẩn đâu đây. Con chó nhỏ vẫn tới lui khắp phòng, kêu ăng ẳng. Cha quay sang, tôi gọi, cha. Cha đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt người là cả bầu trời tuyệt vọng. Tại sao Như Bình lại chết hả con? Tôi không biết trả lời cha thế nào. Cha tiếp, Y Bình, con cũng có trách nhiệm trong cái chết của Như Bình, vì con đã cướp thằng Hoàn của nó. Nhưng đó là một trường hợp bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là sau này kia. Còn lúc đầu, vừa nhìn thấy Thư Hoàn là con đã có ý trêu gan Dì Tuyết với Như Bình. Cha biết, con đừng cãi. Cha hiểu con như hiểu chính mình. Bàn tay gầy trơ xương của cha vịn lên vai tôi. Cha xúc động thật. Nhìn thẳng vào tôi, người tiếc, Y Bình, con giống cha, hư lắm. Nhưng cha thích con, vì chỉ có con mới giống cha. Con không cần giải thích gì cả. Cha biết con ghét cay ghét đắng cha. Ngay cả bây giờ con vẫn còn ghét. Mặc dù cha đối đãi với con tử tế thế nào, con vẫn nuôi thù hận. Tôi mở miệng định cãi lại, nhưng bàn tay trên vai tôi đột nhiên buông thõng xuống. Thân cha như một trái banh xì hơi, ngã úp xuống ghế. Tôi hoảng hốt, nắm lấy tay người gọi to, cha, cha, cha. Nhưng hình như cha không còn biết gì nữa. Tôi gọi cô Lan ra để cô ấy canh chừng cha. Còn tôi chạy đến trạm điện thoại công cộng, tìm một địa chỉ của bệnh viện công hoặc tư ở gần đó. Cha vẫn còn nằm nghiêng nửa thân trên ghế, nửa dưới đất. Tôi và cô Lan phải dùng hết sức mình mới kéo cha nằm ngay ngắn được. Người cha cao lớn nên nằm chẳng lọt vào ghế. Đôi chân dài dư ra khỏi ghế. Chúng tôi ngồi bên cạnh đợi y sĩ tới. Bác sĩ đến chích cho cha hai mũi thuốc khỏe. Cha bị yếu tim, cộng thêm chứng bệnh huyết áp cao nên khó tỉnh lại ngay. Chúng tôi cố đưa cha vào phòng ngủ của người. Khi đã được đặt nằm yên trên giường, người mới bắt đầu tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nhìn chung quanh, người đã vùng vẫy đòi đi. Tao không có bệnh gì cả. Tao không thích nằm trên giường, trừ lúc ngủ và bị thương nặng. Vị bác sĩ nói, ông đã bị thương nặng lắm. Cha nằm yên, bác sĩ chích thêm cho ông một mũi thuốc, rồi ra dấu bảo tôi ra ngoài. Người đưa toa thuốc cho tôi với một thái độ nghiêm nghị. Tốt nhất cô nên đưa ông vào bệnh viện. Người già khó cưỡng lại bệnh. Ở nhà thương, người sẽ được chăm sóc chu đáo hơn ở nhà.
Thế theo ông thì bệnh cha tôi nặng lắm à? Vâng, tim yếu, áp huyết lại cao thế này, dễ đưa đến chứng bán thân bất toại lắm. Với cha, bị bán thân bất toại còn thê thảm hơn cả sự chết. Tôi yên lặng nghĩ ngợi, chờ bác sĩ sửa soạn ra về. Sực nhớ lại mình chưa trả tiền xem mạch, tôi mở ví ra, may là số tiền trong ví còn nguyên vẹn. Đưa vị bác sĩ ra về xong, tôi trở lại phòng cha một chút. Người ngủ yên. Trở về phòng khách, đột nhiên chân tay tôi giã rời. Tôi ngã người xuống ghế. Mọi chuyện xảy ra suốt một buổi sáng nay như một cơn bão lớn. Tôi không chịu nổi. Tiếng con Bibi kêu la thảm thiết. Tôi bịt vội hai tai, vùi đầu vào áo. Buổi trưa, cô Lan làm một bữa cơm đạm bạc cho tôi. Tôi bảo Lan làm thêm món canh gan heo cho cha. Đến một giờ hơn, cha tỉnh lại. Theo lời dặn của bác sĩ, tôi không dám để cho người cử động nhiều. Vì vậy, chỉ còn cách là phải ngồi một bên mép giường, đút từng muỗng cho cha. Việc nuôi bệnh thật khó khăn. Cha nóng tính, dễ nổi giận vì sự bất lực, bất ngờ của mình. Khi cha dùng hết chén mì, thì mồ hôi tôi đã đổ như tắm. Cha nhìn tôi, hình như người muốn nói cái gì, nhưng lại thôi. Nằm một chút, người lại thiêm thiếp ngủ. Tôi định rời khỏi căn nhà này, nhưng chẳng an tâm. Ngồi trên ghế tựa của cha, tôi cứ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tiếng ấy của cha thật to. Tôi băn khoăn không hiểu, rồi đây phải xử trí như thế nào. Không lẽ giao một người già yếu bệnh hoạn như cha cho cô Lan? Tôi cũng không muốn dọn về đây. Nếu người ta không hiểu, sẽ nghĩ là tôi với mẹ thích ở đây lắm. Đưa cha vào bệnh viện ư? Không ổn, đã có Mộc Bình nằm trong đó rồi. Tiền phòng, tiền thuốc, tôi cũng không thể bỏ mặc đứa em khác mẹ này. Bao nhiêu câu hỏi vây trong đầu. Tôi rối rắm. Nhìn mặt tái xanh của cha, tôi nhớ lại câu nói của người. Con hận cha biết. Dù cha có đối xử tử tế với con thế nào đi nữa, con cũng thù ghét cha. Con Bibi vẫn chu lên những âm thanh buồn thảm. Nó chạy đến chân tôi. Tôi vỗ về nó, nhưng nó vẫn kêu, vẫn chạy quanh ngửi mấy đồ vật. Một lúc tôi nghe có tiếng động leng keng. Quay đầu lại, con Bibi không hiểu lôi ở đâu ra một sâu chìa khóa. Tôi bước tới cầm sâu chìa khóa lên, tình cờ ngắm nghía từng cái một. Đây có phải là sâu chìa khóa của Như Bình không? Như Bình, cái tên như một con dao bén đâm thẳng vào tim tôi. Tôi thấy nhói đau. Như Bình đúng như Thư Hoàn đã nói, một người con gái yếu đuối và hiền lành, chết thật oan ức. Hình ảnh của Như Bình cứ ám ảnh. Tôi dùng hết cách để quên. Đưa thử sâu chìa khóa vào các ổ khóa ở hộc tủ của cha. Thật bất ngờ, một chiếc tủ chợt mở ra. Vậy thì đây là sâu chìa khóa của cha à? Tôi kéo hộc tủ ra, định xem trong hộc tủ có thừa lại một ít tiền lẻ chăng. Nhưng trong đó, ngoài một chiếc hộp đỏ ra, không còn cái gì hết. Chiếc hộp đỏ này bên ngoài có khắc hình tuyệt đẹp. Định mở ra xem, nhưng nắp lại, khóa kỹ, không mở ra được. Tìm một chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong sâu, thử thời vận xem. May quá, lại đúng của nó. Trong hộp có một số giấy tờ. Tôi lật từng trang một ra xem. Nhưng thật thất vọng, không có một tờ giấy nào xài được. Sau cùng định đậy nắp hộp lại, tôi chợt trông thấy một tờ giấy xếp kỹ. Thì ra, đó là bằng khoán nhà. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thấy rằng nếu muốn đưa cha vào bệnh viện thì không còn cách nào hơn là đem bán căn nhà này đi. Tôi xếp giấy, bỏ vào túi. Trong hộp, ngoài đống giấy trên, hình như không còn cái gì khác. Nhưng tôi vẫn cố lục lọi, hy vọng. Hình như còn một ngăn bên dưới nữa thì phải. Dùng đủ mọi cách, một lúc lâu tôi mở ra được. Vật hiện ra trước mắt tôi là một sâu chuỗi ngọc màu lục thật đẹp. Mỗi hạt đều to gần bằng viên bi của trẻ con. 24 hạt tất cả. Đây là một vật đắt tiền. Tại sao cha không nhớ mình còn sâu ngọc quý giá này? Đặt sâu chuỗi xuống, tôi xem còn cái gì khác nữa không. Nhưng chỉ thấy một tấm hình đã hoen màu. Đó là tấm ảnh một thiếu nữ ngồi tựa lưng trên ghế dựa tròn. Trên tay là một chiếc đàn tỳ bà. Thiếu nữ tuyệt đẹp, nhưng khuôn mặt trông thật quen.
Nhìn đôi mắt to âu sầu, tôi tưởng chừng mình đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi giật mình. Đúng là đôi mắt của mẹ, nhưng chắc chắn đây không phải hình của mẹ. Tôi đoán thế, vì nhìn y phục thiếu nữ mặc trong hình, lối trang sức cổ lỗ của những thiếu nữ thời 4-50 năm về trước, thời cuối đời Mạn Thanh. Vậy người trong hình là ai? Tôi thắc mắc, lật ngược tấm hình, nơi mặt sau có những hàng chữ. Mưa rơi từ trời cao, nước rơi làm sao nhạt, chuyện buồn bao giờ vơi, lòng buồn vẫn buồn mãi. Khúc hát không thành tiếng, đàn cho vơi cơn sầu, sầu chờ ngày tao ngộ, buồn này bao giờ nguôi. Tôi đoán chắc là sâu chuỗi ngọc và bức hình thiếu nữ nhất định phải có một sự liên hệ nào. Người con gái này chắc chắn có liên hệ với cha. Phải chăng đây là một người tình, một người thiếp quý, nên người mới giữ ảnh và vật lưu niệm của nàng? Nhưng không lẽ cha lại nặng tình như vậy được sao? Đầu óc quá rối rắm, tôi không muốn tìm hiểu thêm. Đặt mọi vật vào vị trí cũ, tôi khóa lại, xong đứng dậy đem chìa khóa nhét xuống dưới gối cha. Cha vẫn ngủ mê. Tôi bước ra khỏi phòng thật nhẹ. Dặn dò cô Lan xong, tôi bước ra ngoài. Lúc bước sang phòng Như Bình, tôi khép nhẹ cửa lại, nhưng mắt không dám nhìn vào trong. Về đến nhà, tôi tiếp một cô khách bất ngờ, Phương Du. Tôi không còn tâm trí đâu để tiếp đãi niềm nở. Tôi rót một ly trà, nốc cạn. Mẹ tiếp đến cạnh tôi nói, Y Bình, có lẽ con bị trúng nắng rồi đấy, mặt con sao tái xanh thế? Tôi ngồi bệt xuống thảm, đầu tựa lên thành giường. Bao nhiêu biến cố dồn dập, làm sao tôi không thất thần? Tôi đã hoàn tất công việc một cách chu đáo. Bây giờ về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi chi lạ. Muốn khóc, khóc một trận cho đã đời. Phương Du bước tới cạnh, đưa tay sờ mặt tôi. Y Bình, chuyện gì thế? Ai làm mày buồn à? Mẹ lo lắng. Có phải con lại cãi nhau với Thư Hoàn không? Tôi lặng lẽ lắc đầu, ấp úng một lúc mới thốt ra được. Như Bình chết rồi. Mẹ nắm vai tôi lắc mạnh. Cái gì? Con nói sao? Con có mê không? Tôi đáp, không. Không, con tỉnh lắm. Như Bình chết thật rồi. Nó bắn súng vào đầu tự tử. Trời! Mẹ khuỵu chân xuống đất lẩm bẩm. Sự thật đấy ư? Có phải đó là sự thật không con? Thật đấy mẹ ạ. Mẹ hỏi, tại sao vậy? Tôi òa khóc, những giọt nước mắt như nước vỡ đê. Tôi xoay lại, úp mặt vào thành giường. Phương Du bước tới, vòng tay qua vai tôi, vỗ về. Thôi đừng khóc nữa Y Bình, sống chết có số cả mà. Tôi vẫn khóc. Có số à? Mày làm sao hiểu được? Mạng sống của Như Bình nằm trong tay tao. Thế mà Phương Du, tao đã giết Như Bình. Phương Du nói, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Khóc có ích lợi gì? Nó có làm cho mình bình thản lại được đâu. Y Bình, đừng khóc nữa. Như Bình chết được là có phước lắm. Tôi ngẩng đầu lên. Mày nói thế là thế nào? Con người ở đời có hai thứ, sống và chết. Mày biết cái nào mới đưa con người tới hạnh phúc đích thực không? Như Bình đã được giải thoát, nỗi buồn khổ của người sống phải nhận. Ai khổ hơn ai? Tại sao chúng ta cứ xem chết như là một việc bi thảm, trong khi người chết nằm duỗi chân, không còn biết đến buồn khổ sầu lo là gì nữa? Vậy thì họ là kẻ đáng được chúng ta chia vui hơn là chia buồn, Y Bình ạ. Lời của mày chẳng giống ai cả, nhưng đó là chân lý tìm ra được trong tuyệt đỉnh đau thương đấy mày ạ. Tôi yên lặng, giữa cái sống và cái chết có một khoảng cách thật dài, nhưng cũng thật ngắn. Tôi ngồi nghĩ mông lung, Phương Du không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Trời tối dần, ngồi giữa khung trời tang tóc, tôi không buồn nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ đến gần, người nói với tôi một vài câu gì đó, nhưng đầu óc hư vô, tôi không nghe gì cả. Mãi đến lúc Thư Hoàn đến, thân xác mệt nhọc rã rời, khuôn mặt xanh mét, trông chẳng thật tội. Anh định chôn cất Như Bình tử tế. Tại sao? Vì chỉ có cách đó mới giữ cho Như Bình một khoảng không gian bất diệt để nàng được yên nghỉ. Tôi áy náy,
Nhưng anh Hoàn, anh cũng biết là cha em đã mất hết tiền rồi. Chuyện đó để tôi lo. Thư Hoàn nói, giọng nói của chàng bình thản. Mắt chàng nhìn về phía nệm giường. Chàng không nhìn tôi. Không khí trong phòng ngưng đọng lại và tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi thật vời vợi. Khoảng cách đó tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Chàng vẫn đứng đấy, nhưng xa lạ làm sao. Sự sợ hãi đánh tan cơn buồn ban nãy. Tôi nhìn Hoàn nói, cha lại bệnh rồi. Hoàn chau mày, hình như chàng vẫn còn nghĩ ngợi, chứ chưa trở lại thực tại. Sao? Cha bệnh, và bác sĩ bảo cần phải đưa người vào bệnh viện. Hả? Mắt chàng lướt nhẹ qua mặt tôi, giọng nói lạnh như người ngoài cuộc. Tôi buồn bã. Bác sĩ bảo cha bị trúng gió nặng lắm, có thể đưa đến tình trạng bán thân bất toại. À, Hoàn à lên một tiếng, rồi móc trong túi ra xấp giấy bạc, để lên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường của tôi. Cứ lấy dùng đi, ngày mai tôi đưa thêm. Tôi đỏ cả mặt, lòng sượng sùng. Những điều tôi muốn nói đâu phải thế. Tôi đâu có định xin tiền chàng. Thái độ của Hoàn thật xa lạ. Đứng bên nhau mà chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi. Tim tôi nhói đau. Anh Hoàn, anh đừng bỏ em. Anh Hoàn. Tôi gào trong tim. Em cần anh lắm. Em đang cô độc. Tôi muốn van xin, nhưng chàng đã đứng thẳng người lên, như một nhà buôn vừa thanh toán xong món hàng, quay quả bỏ ra cửa. Tôi phải về, suốt một ngày không về nhà rồi. Mộ của Như Bình tôi đã chọn miếng đất ở núi Lục Trương Lê. Trời lúc này nóng, không thể để lâu được. 3 ngày nữa phải hạ huyệt. Tim tôi rối bời. Anh đi ngay bây giờ sao? Vâng, sáng mai tôi sẽ mang thêm tiền đến cho cô. Tiền? Tiền? Không lẽ chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Theo chàng tới tận cửa, tim tôi như bị dao cắt. Anh Hoàn, đừng đi anh. Đừng bỏ em đi. Tim tôi van cầu, nhưng sao chàng vẫn bất động, thản nhiên như người không quen biết. Đến cửa, chàng đứng lại nhìn tôi. Thôi, anh về. Tựa cửa, đưa mắt nhìn theo bóng chàng khuất dần trong màn đêm. Tim tôi tan nát. Chàng đã đi, đi mất, và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đứng chết lặng nơi cửa, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Đến lúc mẹ gọi trở vào, tôi mới sực nhớ là trời đã tối. Ăn một bữa cơm tối vô vị, rồi tôi trở về phòng. Tôi bước tới chiếc đàn dương cầm ngồi xuống, úp mặt lên nắp đàn. Mẹ bước tới vịn vai tôi hỏi, Y Bình, cha con bệnh rồi à? Vâng. Bệnh gì? Yếu tim và huyết áp cao. Nặng không? Nặng. Mẹ yên lặng ngồi xuống cạnh giường tôi. Không khí trong phòng thật nặng nề. Tôi nghe cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Mở nắp đàn ra, nhấn nhẹ lên phím. Một vài âm thanh rời rạc vang lên, làm tôi muốn khóc. Hình như có người gõ cửa. Ai vậy? Tôi bước ra mở cửa. Ngoài sự tin liệu của tôi, Thư Hoàn. Chàng mới bỏ đi sao lại trở lại? Tôi sung sướng. Thư Hoàn, anh về rồi đấy à? Sau cùng rồi anh cũng trở lại. Tim tôi reo vui, nhưng miệng tôi mở không ra. Mở rộng cửa đón chàng. Khi bước chân chàng đặt lên thềm, tôi mới trông thấy vẻ héo hắt trên mặt chàng. Ngồi xuống ghế, Thư Hoàn hai tay ôm đầu, không nói một tiếng. Tôi ngồi đối diện chàng. Một lúc Hoàn ngẩng mặt lên, khuôn mặt điểm những giọt lệ. Tôi gọi, anh Hoàn. Y Bình, em có biết trước khi tự tử Như Bình đã đến đâu không? Tôi lắc đầu. Cô ấy đến nhà anh trong lúc anh bận đến em. Như Bình đã để lại lá thư rồi quay về nhà. Có lẽ sau đó mới tự tử. Một lá thư à? Ừ. Thư Hoàn móc trong túi ra một bức thư nhàu nát. Chàng đưa cho tôi xem, xong bỏ đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh Thư Hoàn, cầm bút lên, tôi không biết phải viết gì cho anh. Bây giờ đêm đã khuya, trăng bên ngoài thật tỏ. Còn nhớ cách đây chẳng lâu, chúng ta đã dạo chơi dưới ánh trăng này trên đường Tân Xanh Nam. Tối hôm ấy, anh đã hỏi tôi có muốn làm vợ anh không.
Nhưng bây giờ, anh Hoàn, anh ở đâu? Anh có còn nhớ tới tôi không? Tôi không trách, cũng không giận anh. So với Y Bình, tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi, tầm thường. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu phải chọn giữa tôi và Y Bình, thì có lẽ tôi là người không mảy may hy vọng. Ngay từ buổi đầu khi anh biết tôi, rồi gặp Y Bình, thì tôi đã hiểu rằng số trời đã định, nên cố nguôi ngoai. Nhưng khi bóng hình của anh vừa tàn trong tôi, thì anh lại quay trở lại. Anh có biết lúc ấy tôi đã sung sướng thế nào không? Tôi cứ tưởng là nỗi nhớ nhung của mình đã động lòng trời Phật, nên người bảo anh trở về với tôi. Tôi như phát điên vì vui sướng, yêu anh đến độ muốn cúi xuống hôn chân anh. Anh Hoàn, chắc anh không ngờ tôi lại yêu anh đến độ này phải không? Lúc anh bảo anh định cưới tôi choáng váng cả mày mặt, choáng váng vì quá mừng. Niềm vui khao khát đã lâu, bây giờ sắp thành hiện thực. Tôi cắn vào ngón tay để biết là đây không phải chuyện nằm mơ. Nhưng cảnh đẹp chóng tàn, Y Bình đến, không cần nói một câu, anh cũng tung cánh bay đi không một luyến lưu. Tôi chưa kịp vui cái vui bất ngờ là đã rơi trở lại nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng anh Hoàn, tôi không trách anh, cũng không giận anh. Có điều tôi hơi buồn là tại sao anh lại xem tôi như một trò đùa. Anh lừa dối tôi, đã yêu Y Bình, anh còn quay sang tôi chi vậy? Anh là người cứng rắn, anh mạnh mẽ khó lay chuyển. Còn tôi chỉ là con bé yếu ớt. Tại sao anh đem tôi ra giễu cợt như thế? Chính anh, phải chính anh là người đã làm cho tôi mất đi tình thương của mẹ. Vì mẹ cho rằng việc tôi để mất anh là một chuyện nhục nhã. Nhưng đối với tôi thì chuyện đó không có nghĩa lý gì cả. Có điều ông trời tay ác thật. Chỉ trong vòng có mấy hôm mà tôi vừa mất anh, vừa mất mẹ. Vậy thì tôi còn sống làm gì nữa? Tôi không bao giờ có ý tranh chấp tình yêu với Y Bình. Tôi thích Y Bình vì nó cương nghị và dũng cảm, bị cha đánh mà vẫn không biến sắc. Tôi phục Y Bình chỗ đó, và tôi không trách Y Bình. Có điều tôi buồn anh, vì anh nỡ đem tôi ra làm trò đùa. Tại sao thế anh Hoàn? Tôi không giận anh đâu, tôi chỉ buồn một chút thôi. Mẹ đã bỏ đi, anh cũng bỏ đi. Anh Hoàn, tôi yếu đuối quá. Phải chi tôi có được một chút cứng rắn của Y Bình, chắc anh sẽ nghĩ đến tôi nhiều hơn, phải không anh? Anh Hoàn, tôi buồn anh, vì nếu thật tình anh chẳng yêu tôi, anh nên nói thật cho tôi biết, còn hơn là để tôi khổ thế này. Trăng đã lặn, trời tối sầm lại, tôi không đủ can đảm viết thêm. Xin dừng bút ở đây, và hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Chúc anh gặp nhiều hạnh phúc. Như Bình. Đọc hết bức thư, tôi nhìn lên. Thư Hoàn hai tay trong túi, đang ngó mông lung ra cửa. Tôi bước đến đưa thư cho chàng. Hoàn nói, Y Bình, chuyện báo thù của em cộng thêm việc của anh đã đưa Như Bình vào cõi chết. Chúng ta là hai kẻ sát nhân, em thấy có đúng không? Tôi vịn tay lên cửa, không đáp. Hoàn tiếp, Y Bình, chúng ta ích kỷ quá. Vâng. Y Bình, em hãy xem kìa. Hoàn nói, mắt chàng đăm đăm nhìn về phía trước. Anh có cảm giác Như Bình đang đứng bên ngoài, gương mặt đầy máu, đang buồn bã nhìn chúng ta. Tôi nhìn theo, ngoài cửa, ngoài những ngọn đèn đường và nhà cửa, tôi không nhìn thấy gì khác. Thư Hoàn vẫn tiếp, đó, Như Bình đứng đấy, lúc nào đôi mắt của nàng cũng theo dõi chúng ta. Chàng đăm đăm nhìn ra ngoài, tôi chợt cảm thấy trong bóng đêm, hình như có đôi mắt buồn bã, trách hờn của Như Bình đang đăm đăm nhìn về phía chúng tôi.